Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình mới nhận được con iPhone 6 nha. iPhone 6 nha anh em. Nó bị phồng lên này. Nói chung là nó dơ cái màn hình lên. Phồng pin nha anh em. Dơ hết cái đít lên rồi. Thay pin nha anh em. Đây, hướng dẫn cho những anh em tự thay pin tại nhà. Có thể xử lý luôn cái bệnh đơn giản rồi nha. Anh em thấy không? Nó bị phồng luôn này. Mình đã gỡ cái ốc đít ra, mình không có gỡ luôn á. Mà nó tự phồng lên cỡ đấy, bóp xuống không được nha, nó bê màn hình đó anh em, nếu không thay là nó sẽ bê màn hình nha. Còn tắt nguồn chưa? Chưa tắt nha. Tiến hành tắt nguồn và thay dương pin này nha anh em. Sẵn tiện thì mình sẽ dán keo lại, nó bị tróc ron này, cái ron màn hình bị tróc ha, mình sẽ dán lại cho khách luôn. Pin này phù, nhưng mà để mình sẽ bật lên test lại thử coi nó còn bao nhiêu phần trăm pin nha anh em. Biết đâu phần trăm pin nó lại còn cao, nhưng mà cũng không thể xài được, tại vì nó đều bị phù rồi. Nhìn thấy là anh biết nó phù rồi. Mình test lại thử coi nó còn bao nhiêu phần trăm pin. Màn đây đốm nhiều quá, màn này hư phản quang, nói chung phản quang hư rồi. Keo dính là nó nhà đó. Cái này khó nắm là nó sẽ nhả đấy không anh em, nó chắc chắn luôn hả anh em. Đó, đi phòng này anh em thấy không, thằng này nó dột lên lốt rồi, buộc phải thay dương pin cho thôi. Nếu mình coi thử coi pin còn trăm nó còn bao nhiêu, cái này coi cũng không được phần trăm pin luôn. Từ cái này chắc Android còn thấp, iPhone iOS thấp. iOS bao nhiêu? Có 11 à. 11, bữa nay là 14 rồi anh em. Hình như 12 mới xem được phần trăm pin nha. 11 chưa coi phần trăm pin được luôn. Đúng rồi, không coi được anh em. Rồi, mình tiến hành mình thay luôn anh em. Tại cũng không thoát phần trăm pin được. Mà pin phồng rồi thì chắc chắn là hư rồi. Nhất là mình thay cho nó nhanh gọn cho rồi. Đầu tiên thì phải cẩn thận nha anh em, tháo với cái pin ra nha, tháo pin ra xong là mình tháo màn hình ra để mình dán khi ron lại. Cái pin này thì nó cũng hơi keo hết rồi. Pin này là cũng có thay lần rồi anh em, dán keo rất là ấy ha. Anh em thấy nó phồng không? Nó dột hết rồi, nói chung nó dột lên hết rồi. Rồi mình tiến hành là mình sẽ thay lại cái, mình dán lại cái ron. À, hình như nó chắc ron hết này nè. Hả? Hơ ron hết rồi. Nói chung xài lâu ngày thì nó khô keo, nó hơ ron là chuyện bình thường. Có mấy rinh, mấy dán keo thì nó cũng vậy nè. Phải tiến hành vệ sinh rồi dán lại. Bên đây cũng có hơ nè, dán luôn. Rồi, ở đó là cứng rồi. Tiến hành mình quấn keo lại nha. Dán sẽ là neo lâu, leo sạch liền nha. Đó. Cho một tí nước 530 leo sạch, cho nó sạch sẽ. Mình sẽ quấn dây su lại nha, mà chờ. Đây nha anh em, mình quấn dây su vào nha. Quấn cỡ nửa tiếng nha, mình thắt pin lại được nha. Ok, để cho nó khô à. Rồi, mình sẽ thay một viên pin mới vào nha anh em. Pin cũ nó phồng bỏ nha. Mình dán đốt keo hai mặt ra rồi. Đây là keo OCA nha. Dán vô thì nó cũng rất là chắc. Đây là keo ép kính, dạng keo ép kính. Hai miếng ra thôi.
cả anh em cố định cái khẩu pin. Đó, rất đơn giản ha. Dạ. Thì sau nửa tiếng cục su thì nó cũng đã khô keo rồi. Anh em tiến hành tháo ra. Cài máy số kép cho cẩn thận nha anh em. Đắc cái miếng socket này vào. Rồi ok. Vậy là hoàn thành cái khâu thay pin nha anh em. Đó, vô nó sẽ đều, đẹp. Ok. Clip tới đây xin tạm dừng. Thằng ấy chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em.